Bạn đang xem đây là một cuộc thử nghiệm cần đĩa than trục tuyến tính. Nó làm việc rất là trơn tru. Đây là một trong những cái sản phẩm rẻ tiền. Đương nhiên là rẻ tiền thì nó sẽ không bao giờ bằng những cái đồ đắt tiền được. Vì nếu như bạn có điều kiện mà chơi bằng hơi là tốt nhất. Nếu như chơi bằng cơ này thì nó có nhiều cái nó không được mượt mà như là chơi bằng hơi. Nhưng dù sao chăng nữa thì là nó cũng rất hay hơn cái cần đĩa than truyền thống. Góc phương vị vì tuyến tính bây giờ nó cũng hay hơn rất nhiều. Chơi được 10 cái bài hát này nó hay. Đặc biệt là chơi trên những cái đĩa của Việt Nam, nó bị nó khắc phục được 70%, 80% cái vấn đề méo tiếng. Tôi có một phòng thí nghiệm rất nhiều những cái sản phẩm, các bạn nhìn nhé. Thử nghiệm rất nhiều những cái gì cũng phải có. Khi chúng ta đã hướng tới một cái công ty chuyên về cần đĩa than trục tuyến tính thì cái gì cũng phải có hết. Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng phải có. Xin chào.